chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại với địa chỉ 412 của tỉnh Đông 10, phường Bình Thủy Đông B, Bình Thủy Bông, quận Bình Tân. Ở đây có một cái tiệm heo quay cực kỳ ngon nha mọi người. Heo quay lá mắc mật. Quay này rất là nổi tiếng trong cái thời gian vừa qua. Đây nha mọi người, bây giờ là 12 giờ trưa. Thì con heo đã được 50 kg, đã được quay, đang được quay. Đây cái chảo dùng để quay heo đây mọi người. Heo sau khi được làm sạch, làm thịt rất là sạch, được lấy hết bộ đồ lông ra và ướp với các cái loại gia vị đặc biệt đó là cái loại mắc hến và lá mắc mật, thì được quay liên tục trong vòng 2 giờ đồng hồ trên than hồng. Tiệm heo quay rất là nổi tiếng ở Sài Gòn đấy mọi người. Đây là đặc sản của tỉnh Lạng Sơn nhưng mà hiện nay được bán rất nhiều ở Sài Gòn luôn. Cái máy quay mọi người, đặc biệt là do một cái bạn trẻ, rất là trẻ tuổi quay. Cái chảo dùng để hứng dầu này. Đào than liên tục này. Vừa qua thì cũng khá là nhiều người chia sẻ về cái tiệm heo quay này nha mọi người, ở cái số 412 tỉnh Đông 10. Con heo này là 50 kg, được tẩm ướp gia vị rất là cẩn thận rồi, đặc biệt là với lá mắc mật, hạt mắc hén của miền núi Tây Bắc nha mọi người. Vàng gồm luôn, quay cái này là tuyệt vời, da nó vàng hết rồi, rất là ngon nha mọi người. Quay đến 2 tiếng đồng hồ nha mọi người. Đây là một heo rất là bự, đến hơn 50 kg, nên thời gian quay cũng khá là lâu. Nước mơ nó rơi xuống một cái chảo, da mở rất là nóng, mọi người có thể thấy không, da nó nóng đến mức mà sôi xèo xèo trên da luôn. Còn đây là cái động cơ nó quay chậm 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 với mọi người.
thời chỉ có thi thoảng đi chăm lửa thôi, rất là đơn giản, thơm phức luôn. Mọi người, đây là cái hạt mắc khén này. Heo quay của làng Sơn thì không thể thiếu hạt mắc khén này và là mắc mật nha mọi người. Hai cái gia vị rất là nổi tiếng. Đây. Chuẩn bị sẵn sàng đây nè mọi người. Coi cho mọi người thấy. Bây giờ là 12 giờ trưa đây. Quay con heo này cũng khá là vất vả. Quay lâu. Mỡ nó rút hết quá trời mọi người. 2 tiếng đồng hồ mới quay xong con heo này. Mọi người thấy không? Heo này sau khi được làm thịt rồi thì người ta sẽ nhồi cả cái loại gia vị vào trong cái ruột của nó và may lại. Heo này khá là bự cho nên thời gian quay lâu, đến 2 tiếng đồng hồ. Trong lúc quá trình quay thì phải cân lửa và quét cái mỡ này đi. Vất vả luôn. May mà có cái hệ thống máy này quay cho nên nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Tương này mình cũng từ chế biến á, hay là mình mua về rồi mình chỉ bỏ gia vị vào thôi. Nước tương chỉ bỏ cả ớt vào thôi. Dạ. Sau một thời gian chờ đợi thì bây giờ đã gặp thời điểm heo sẽ được xe thịt bằng thở rất là to lắm. Sau cái thời gian quay heo bây giờ sẽ đốt heo cho chắc. Bây giờ con heo sẽ được chặt ra nha mọi người.
sau hai thời gian là 2 giờ quay thì bây giờ con heo là xong nha mọi người. Mùi thơm nức luôn. Hôm nay mình bán từ mấy giờ thì mấy giờ ha? Bán khi nào hết là nghỉ em. À ha. Như con heo như vậy họ thường mua thì họ mua về để ăn bánh mì hay là gì đó? Bán ăn bánh mì, ăn cơm hoặc cúng được. À, ăn bánh mì, ăn cơm, nhậu đều được hết không? Đa số là nhậu là nhiều. Hả? Đa số nhậu là nhiều. Nhậu là nhiều ha? Đa số là nhậu nha mọi người. Mua về nhậu thôi mọi người ơi. Da của nó giòn rúng luôn mọi người này. Mình làm nghề quay thịt heo này bao nhiêu năm rồi? Em mới học bán còn ông chủ thì khoảng 5-6 năm gì đó. À. Mới học cũng rất là lần nghề luôn. Thưa một miếng này ra là cái gì? Ruột, ruột của nó đúng không? À, ruột già nữa. Tại sao mình lại để một cái đoàn ruột già ra vậy ta? Để cho nó cho nó kín nha mọi người. Bí quyết đây này. Được gia vị. Cái nước mình nó chảy ra dưới này là gia vị đó ha. Vâng. Gia vị một phần. À, một phần là gia vị, một phần là mỡ. Là cái kỹ thuật quay heo của người Tây Bắc nha mọi người. Cái đoạn ruột này không? Nó còn chảy ra cái gia vị ở bên trong ra. Kinh nghiệm. À, cái này ra một thùng nữa ta. Nó bị khổ. Mình tự lau. Hả? Nó phồng lên, cái da nó phồng lên, nó nổ quá. À, nổ hả? Rất giòn cứng luôn. Tùy theo loài ha. Vâng, theo loài. Như sườn là bao nhiêu? Sườn là 250. Sườn 250. Mông vai 220. Mông vai 200. Mông vai 220. Vâng.
Tôi cái gì? Giò 180, giò 150. Giò 180, đầu 150. À, tôi giảm dần ha. Heo bình thường mình quay con heo lớn nhất là bao nhiêu ký? Đừng không mấy ký. Hôm nay là con heo như thế này to đúng không? Con heo đấy cũng vừa tầm. Đấy, ngày nào quay con như vậy. Con to nhất mà mình quay là bao nhiêu? Con 6 mấy ký hơn. À, 6 mấy ký hơn. Cùng quay ở đây luôn ha. Vâng, quay đây. Ruột phải may lại ha. Vâng. May lại để cho nước nó khỏi ra đúng không? Chưa gì đã có người đi xe ô tô tới để mua rồi nha mọi người. Có người đang chờ nữa. Điểm rất là đắt hàng. Đây, không cần rất là nhộn nhịp. Giống như ngoài quê của mình đang đúng lớn luôn mọi người. Mỗi lần quê có người mà thịt lớn rất đông bà con đến để mua. Giờ ở đây cũng vậy, một số người chờ quá trời này. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Ngoài này
nhìn đồ quay heo rất là đẳng cấp. Trong bụng heo còn rất là nhiều nước nhưng mà không chảy ra bên ngoài một giọt nào, bên ngoài chỉ có mỡ chảy ra thôi nha mọi người. Ăn nóng thì cực kỳ ngon luôn, da giòn rúng. Dạ, ăn đúng chuẩn luôn mọi người. Cắt nhạt nào ra nhạt đó luôn. Vâng. Cao thủ chặt theo quay đây, đây rồi, nó sôi. Cái đinh nữa, cái đinh ở bên trong mọi người. Một cái động tác rất là đơn giản thì bốn cái đuôi heo đã được xẻ ra một cách dễ dàng. Nó là đầy cái sự chuyên nghiệp nha mọi người. Đây, thờ quay cũng rất là trẻ tuổi. Yeah.
Gòn luôn mọi người. Ngọt đúng ngay khớp luôn. Nhiều nha mọi người. Cái lá này giờ mình làm gì ta? Mình có thể thì bỏ kèm thôi. À bỏ kèm thì ăn kèm thôi. À, không có vứt đi nha mọi người. À ăn kèm. Chặt cho làm sao cho khéo. Không thì giá nó sẽ vỡ ra nha mọi người. Chặt rất là khéo, nếu không cái da nó sẽ rơi ra nha mọi người.
trước ở trong. Nhiều khách muốn mua đầu hoặc mua chân giò thì cũng có luôn nha mọi người. Này về làm mồi nhậu đúng bán luôn mọi người. Rất là nhanh, tốc độ nó quyết định tất cả mọi người. Không chặt nhanh thì 26 thì tôi chỉ chú rồi. Chặt nhỏ luôn nhỉ.
phải học bao lâu mới chặt được như vậy ra? Khoảng nửa năm. Nửa năm mới chặt được ha? 150 rồi anh, 6 lạng. Phải học nửa năm mới chặt được như thế nhé mọi người. Chứ không phải là chặt được ngay đâu. Mọi người ngon miệng. Khi nào có dịp đi qua đây thì ghé vào thưởng thức cái món heo quay và chứng kiến cái trình độ chặt heo của anh đầu bếp rất là tuyệt vời, chặt nhân khủng khiếp. Con heo mà 60 kg mình cũng chặt được như vậy luôn ha? Vâng, 60 kg chặt được vậy thôi. Khó chặt hơn không? Dạ. Con 60 kg thì nó khó chặt hơn không? Khó chặt hơn đúng không? Như chặt heo này thì cái vấn đề quan trọng nhất là sao? Không để cho nó vỡ đúng không? Vâng, không để nó vỡ, nhưng mà cái này nó giòn quá, nó vỡ hết à. À. Không còn như heo quay chứ ở trong này đâu. À. Đây. Ra nó còn giòn vậy mà sao? Ờ à, đúng rồi ha. Đúng rồi. Cho nên chặt phải khéo đúng không? Khéo, dao bén. Khéo và dao phải bén. Đây con dao đây mọi người. Rất là bén luôn. Nén thịt nhìn cũng ngon ghê luôn. Đây nha mọi người, chúc mọi người hôm nay thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay ở trên đường tỉnh lộ 10. Đây. Sao cái da nó lại rơi ra hết, nó cũng dính lại đây à, cái nó cái da này nó phồng lên rồi à, phồng lên.